Này anh em biết này là thiết bị giám sát hành trình nè. Như những năm vừa rồi, từ năm 2019 thì bắt buộc các ghe trên 15 mét, gọi là những ghe mà khai thác khơi đó anh em, phải có thiết bị giám sát hành trình ở trên ghe. Có nghĩa là anh em đi tới cái vùng nào là chi cục thủy sản ở tỉnh đều biết anh em đang ở khai thác cái vùng nào hết ha. Quá to lắm. Thấy mấy anh em làm những cái ngờ khơi như thế này nè, mà sử dụng các phương tiện tàu thuyền, nói chung là nó không đơn giản, cho nên là mình hiểu cái nỗi vất vả của anh em ghê lắm. Bởi vì mình cũng là dân đánh bắt mà. Bây giờ là nấu thứ gì đây? Đồ dưa gan khứa bự rồi chứ. Ồ, dưa gan mà cắt ra khứa cỡ đây chắc con cũng phải 5-7 kg á. Rất nhiều anh em ở trên cộng đồng mạng và một số anh em nằm ở trong kênh YouTube của mình. Ngay bên cạnh mình đây là một ghe khai thác lưới chuồng. Ghe lưới chuồng là làm luôn cả hai người nha anh em. Ở này có đèn là mấy hôm trước là máy ảnh đi câu gù, nhưng bây giờ mãn mùa câu gù cho nên là anh em đem câu gù về là bây giờ đem lưới chuồng xuống để đi biển. Ở đây là mấy anh em bóc tổn để đi biển nè. Đấy. Bóc tổn quá trời, bò hút và đồ trong kia nữa. Mì tôm quá trời luôn. Đây mình đi một vòng quanh cảng để quay lưới chuồng cho anh em xem. Như đi lưới chuồng làm đi bao nhiêu ngày anh? 17 ngày, tầm 20 mấy ngày là mình khai thác đi độ khơi là mình khai thác biên mấy ta? Biên 115, 116 quá khơi rồi. Vậy cũng ngang với là cái làng của mình khai thác cá ngừ luôn rồi. Dạ. Đi tầm 20 ngày nha anh em, trên dưới 20 ngày. Như mình đi vậy là ở trên mấy bữa là anh đi câu gù, bữa nay đem câu gù và đem lưới chuồng xuống ha. Đây trước đây đi câu gù. Trước đây là hiện tại đang đi câu gù. Mấy cái kia là lưới. Chiếc phía dưới kia là lưới chuồng nha anh em. Ok, cảm ơn anh nha. Đi trên ghe mình là tầm bao nhiêu người anh? Như đi lưới chuồng là bao nhiêu người? À, còn đi câu gù 5 người. Dạ. Ở phía đằng xe kia có một chiếc ghe cũng làm ngờ lưới chuồng nè, bóc tổn khẩm mềm luôn, đang lấy nước ở ngoài cây nước.
Đây phía trước mặt mình đang chỉ đây là toàn là mấy ghe làm nghề lưới chuồng luôn nè. Đấy, anh em có thấy là lưới chuồng họ đang giặt đó. Họ giặt phơi để đem về giá đó. Đem về giá rồi đi tiếp. Một số người thì lưới ở nhà nhiều thì họ đem lưới cũ về và đem lưới mới xuống đi biển. Còn bên này là mấy ghe lưới cảng nè. Lưới cảng này cũng thuộc lưới cảng lộng. Đấy, mình đi một vòng quanh cảng để quay. Đây là ngờ lưới cảng nè anh em. Này lưới cảng lộng nha. Đấy, một số anh em vô là giá lưới á. Lưới nó bắt nó rách ở những cái triêng giềng á, mấy anh em giá lưới lại. Đây mấy chiếc giã cào của sông Cầu, giã cào lòng luôn anh em. Mình sẽ đi lên cái khu vực phía đằng trên kia để quay một số ghe lưới chuồng cho anh em xem. Đây ghe lưới chuồng này đang chờ lấy tổn. Này là ghe câu gù anh em. Này ghe câu gù chứ không phải lưới chuồng. Nó lưới chuồng nó còn dạng là lưới cước anh em. Đánh những con cá tầm cá chuồng mà cũng không phải cái loại cá chuồng cái size lớn lắm mà cái size tầm mười mấy 20 con ký á. Tổn nè, tổn của mấy anh em bóc tổn để đi hành trình khoảng tầm 15 đến 20 ngày. Tùy theo mà khi mà cái lượng cá nhiều là mấy anh em vô bờ. Ở ngoài kia rất là nhiều ghe lưới chuồng, một số ghe thì đang giặt lưới để đem về giá, còn một số ghe là chờ trời im cây bão số 13 ép xếp vô bờ, thì những ngày tới là trời im thì họ sẽ bóc tổn để đi biển lại. Đây, đây có cả tàu sắt luôn nè anh em. Thì anh em biết là cái nghề lưới chuồng và cái nghề câu cá ngừ đại dương thì ở tỉnh Phú Yên là hai cái khu vực mà có cái số lượng ghe nhiều nhất, đó là phường Phú Đông của thành phố Tuy Hòa và phường 6 của thành phố Tuy Hòa. Thì hôm sau mình sẽ lên cảng Đông Tác để review về phường Phú Đông cho anh em xem. Bữa nay mình quay ở cảng cá Phú Lạc, quay một số ghe về khai thác lưới chuồng theo yêu cầu của anh em. Đây, đây cũng là cái ghe khai thác lưới chuồng và câu gù luôn anh em. Lưới họ bỏ trên cabin nè. Ghe này bóc tổn mềm hết rồi. Ghe tầm từ 15, 16 đến 17 mét nha anh em. Cái ghe thì cái tầm không có lớn lắm, nhưng mà mấy anh em khai thác ở phường Phú Đông và phường 6 đi rất là khơi ha. Mình có tâm sự với một số anh em là mấy anh khai thác ở cái vùng biên 13, 14 của Độ Đông. Có nghĩa là cái người khai thác lưới chuồng này nó cũng là nằm ở cái độ đông của cái vùng mà khai thác cá ngừ đại dương luôn. Đấy, lưới mấy anh bỏ trên cabin nè. Một số anh em thì đem lưới về giá. Đấy, phía bên ngoài là có tàu sắt của các cái người lưới quay đêm, lưới rút đêm anh em. Bây giờ hết cái mùa khai thác, anh em giờ neo đậu nghỉ và mình chụp. Phía bên trên này cũng là một cái tàu cá của khai thác lưới chuồng và câu gù. Tuy nhiên hình như là ghe đang sửa sang. Đấy, ghe đang sửa sang, đóng sửa lại hầm đế nè anh em. Ghe này đang đóng lại hầm đá. Cham lên chơi xíu nha. Dạ. Ủa nhớ em nè. À trên bến bữa làm trên chín đồ hả? Dạ. Dạ. Quay tự nhiên. Dạ.
Ghe này đang đóng lại hầm đế nè anh em. Ghe này cũng là ghe lưới chuồng, hầu như là tất cả anh em làm nghề lưới chuồng là đều làm song song hai nghề lưới chuồng và câu gù luôn. Cái này mình đóng ở ngoài, xong bên trong mình lót xốp và mút và đóng bạc qua phía bên ngoài nữa nha anh em. Đóng rất là kỹ để mình có thể bảo quản con cá trong khoảng thời gian 15 đến 20 ngày. Và cái đá là anh em mang xuống làm việc trong khoảng thời gian đó nó mới khỏi tiêu lắm. Đây mình đang đi trên một ghe của mấy anh em khai thác lưới chuồng và câu gù của phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Ghe này thì tầm khoảng hơn 15 mét, chắc tầm 16 mét mấy nha anh em. Có một hot boy ở đằng kia kìa. Mình xin phép anh thuyền trưởng vào trong cabin chơi tí xíu ở quay cái khu vực ngồi lái của anh thuyền trưởng của ngờ câu gù và ngờ lưới chuồng như thế nào nha anh em. Đấy, ghê ảnh nè, ảnh sử dụng vô lăng nhông, chưa sử dụng vô lăng trợ lực ha. Này anh em biết, này là thiết bị giám sát hành trình nè. Như những năm vừa rồi, từ năm 2019 thì bắt buộc các ghe trên 15 mét, gọi là những ghe mà khai thác khơi đó anh em, phải có thiết bị giám sát hành trình ở trên ghe. Có nghĩa là anh em đi tới cái vùng nào là chi cục thủy sản ở tỉnh đều biết anh em đang ở khai thác cái vùng nào hết ha. Chô, anh thuyền trưởng anh ghi số điện thoại bằng tay, chích hết cả cây then cabin luôn. Này máy đàm dài nè anh em. Này máy này là máy nhắn tin hay còn gọi là máy VX 1007. Này là máy đàm 718. Ở đây còn nhiều cái thiết bị quan trọng nữa, nhưng mà ghe đang sửa cho nên anh tháo về rồi. Cái này là mấy cái đèn chớp mà đỡ móc vô dội lưới anh em. Mình khám phá thử ở trên cabin của máy ảnh có cái gì khác so với cái người lưới rút của mình không nha. Ở này có một cái công tắc đờ của dành cho máy điện nè. Trên này có 4 cái bình đờ nhãn hiệu Glowby Made in Việt Nam. Ghe này cũng tương đối là nhỏ nha anh em. Đây, cái bảng công tắc điện để cho những cái bóng đèn thắp sáng khi châm đèn câu cá gù anh em. Giờ mình ra phía bên ngoài, mình đi thẳng ra ở sau khu vực mâm lái thử. Đấy, mấy ghe câu gù với lưới chuồng là có cái sàn ở đằng sau để anh em kéo câu, thăm câu rồi. Rộng, làm cho cái khu vực sau lái nó rộng hơn. Máy quay câu nè anh em. Đây là mấy cái máy quay câu nè. Đấy. Ghe đang sửa cho nên là mấy cái máy quay câu còn tháo đem vô trong hết. Rau sống chuẩn bị cho bữa ăn trưa. Mình sẽ xuống cái khu vực khoang máy để quay luôn cả cái khu vực khoang máy anh em xem.
này có hai máy, một máy chính là máy chạy nhãn hiệu Isuzu. Máy bên này là máy Daewoo. Daewoo 2B66. Daewoo này là Daewoo 2B66 nha anh em. Anh em nào làm biển thì sẽ biết cái dòng Daewoo này. Hình như là anh chuyển qua bô nước luôn hay sao á. Cái này cái bình, cái bầu nước ngọt nhưng mà Ấn Độ rất là đẹp. Bầu nước ngọt Ấn Độ ngang chứ không có độ độ dọc theo chứ không có độ ngang giống như mình. Và kể cái cuốn trăm linh này ảnh cũng độ lên cao luôn. Da mặc quần trắng mà đi vô trong khoang máy Isuzu nè anh em. Máy chạy là máy Isuzu. Ở đây có cái quay bơm linh nè, linh đỡ thay linh vàng heo dầu của Isuzu đây. Bên này là bình, là cái bồn lọc dầu, bồn lọc dầu. Ở đây có hai bình điện, một cái gọi là cái dynamo nhỏ này là dùng để thắp sáng sinh hoạt trên ghe. Còn bên kia có cái dynamo lớn là dùng để hai cái dynamo lớn luôn anh em. Một khi mà châm đèn thì ảnh châm luôn hai cái dynamo lớn. Một cái dynamo bên này là dưới là một cái dynamo dành cho chạy cái máy 2B66 ở đằng sau này. Là dành đỡ máy anh thắp sáng nữa, đỡ trong đèn câu gù. Đó, mình quay trong cái khoang máy là anh em thấy là rất là nhiều phi dầu, bồn dầu. Máy anh đi khai thác tới cái vùng khơi anh em. Máy anh đi tới ngồi khơi của kinh độ đông là tới 114. 114 ở trong mình đây 109. Thì máy anh đi tới 5 độ 4 độ rưỡi thì nó tầm 250-300 lý. Độ khơi đi xe 250-300 lý, có nghĩa là nó tầm 500 cây số, hơn 500 cây số nha anh em. Đối với độ khơi cái Isuzu này mình không biết là cái Isuzu này mấy trăm mã lực. Cái gì ghê nó mình đi mặc quần trắng cho nên là mình coi các cái thông số bên trong nó hơi khó. Trong khoang máy nó hầu như là anh tận dụng là sử dụng hết tất cả mọi cái ngóc ngách luôn, chứa dầu từ trong phi cho đến ra ngồi canh rồi đựng hết mọi thứ hết. Mình phát hiện ra một cái rất là hay, đó là cái bồn thay nhớt của ảnh ở đằng này ảnh cũng trang bị một cái bơm thay nhớt luôn nè. Một cái bơm thay nhớt là khi thay nhớt rất là khỏe, nó không giống như ghe của mình là mình thay nhớt ghe thu mua của mình đó. Là mình dặn xẻ ở dưới đít bồn rằng thay nhớt rất là khó. Mấy bồn dầu mà ràng cướp ong lại mình là ép dẹp luôn mấy bồn dầu luôn. Cái này là Isuzu mấy trăm vậy em? 500-400. Còn cái 2B66 này là Daewoo, cái này 290-300 ngựa. Này giờ sửa xong là đi câu gù hay là đi lưới chuồng? Lưới à? Mùa này là mảng câu gù rồi hả? Cái gù không có, cho nếu có là anh em vẫn đi. Chiến đấu còn trẻ mà chiến đấu dữ bay. Còn trẻ mà chiến đấu vậy, có vợ chưa? Anh là làm lưới quay.
làm lưới quay, nhưng mà quay đang rồi mùa đông cũng thích đi quay dẹo dẹo đồ chơi vậy á. À, quay vui, đáng người vui, cục lâu lâu bật lên mạng rồi có cái để mình dòm dòm thử có ai coi không, có người coi thấy vui vui. Ở trên tàu trang bị lua nhạc tivi rồi nè anh em. Nói chung là mấy anh em đi rất là khơi, nhưng mà ghe cũng không có to lắm. Thấy mấy anh em làm những cái ngờ khơi như thế này nè, mà sử dụng các phương tiện tàu thuyền, nói chung là nó không đơn giản, cho nên là mình hiểu cái nỗi vất vả của anh em ghê lắm. Bởi vì mình cũng là dân đánh bắt mà. Bây giờ là nấu thứ gì đây? Hủ dưa gan khứa bự á chứ. Hủ dưa gan mà cắt ra khứa cỡ đây chắc con cũng phải 5-7 kg á. Rồi anh em nấu ăn nha.